Các bạn đã đến với kênh Thế Anh Được Đây à? Thưa các bạn, một trình duyệt để chúng ta có thể là tích hợp ở các nền tảng tiện ích như là MetaMask, như là Solana, Phantom hay là những cái nền tảng ví trong tương lai của mạng Aptos, mạng Sui, chắc chắn là một điều rất là cần thiết với những anh em làm iRobot ở trên điện thoại hay những anh em sử dụng điện thoại để có thể tương tác với các nền tảng. Và mình cũng đã từng trải qua những giai đoạn mà khi chưa có máy tính làm iRobot kiếm tiền bằng MO với điện thoại rồi. Thế nên hôm nay mà hiểu được khó khăn của anh em, mình sẽ chia sẻ với anh em hai trình duyệt để các bạn có thể làm được điều này. Nó đều là hai trình duyệt mà cũng khá phổ biến trong cộng đồng hiện nay. Mình chưa nói về độ tin cậy uy tín, nhưng mà những trình duyệt này các bạn có thể sử dụng như một giải pháp thay thế để làm iRobot trong những lúc mình tạm gọi là bí. Và mình cũng khuyến cáo luôn, những trình duyệt này thì anh em không nên sử dụng những cái ví chính để có thể đăng nhập vào chương trình duyệt. Và các bạn chỉ nên sử dụng tạo những cái ví phụ và sử dụng ở trên đây. Chỉ những ví làm iRobot thôi. Còn nếu như mà anh em mà trong cái trường hợp mà chúng ta có tài sản lớn hay là những cái ví quan trọng thì các bạn không nên thêm vào trình duyệt này và không nên sử dụng ở trên những cái trình duyệt này. Đó. Thì mình giới thiệu đầu tiên với anh em đó là tài khoản sẽ là cái trình duyệt Kiwi Browser. Kiwi Browser thì là một cái trình duyệt nó cũng rất là quen thuộc với tất cả anh em chúng ta và có một cái cộng đồng rất là lớn ở thời điểm hiện tại. Thì một cái kinh nghiệm cho anh em chơi coin hay là một cái kinh nghiệm cho anh em sử dụng các cái nền tảng ví, đó chính là cứ cái gì mà đông người dùng thì người ta nên dùng. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì khi mà có lượng người dùng lớn thì họ có nhiều cách để họ có thể kiếm tiền, chứ không chỉ đơn giản là những cái thông thường. Và họ một khi đã nuôi được một cái cộng đồng rất là lớn rồi thì họ cũng không nghĩ đến những cái vấn đề này nọ kia. Anh em cứ hiểu này nọ kia là như nào rồi. Đấy, tức là họ sẽ có cái uy tín và cái độ trớt nó sẽ cao hơn đối với anh em. Đấy. Thì cái trình duyệt Kiwi Browser thì anh em có thể tải xuống từ kho ứng dụng Google Play. Hiện nay thì cái trình duyệt này chỉ hỗ trợ cho anh em dùng Android và chưa có bản ở trên iOS. Nhưng trong tương lai thì cũng có thể là sẽ sớm có những bản trên iOS. Thì anh em có thể tải xuống bằng cách là các bạn đi theo link phần mô tả video. Là anh các bạn ấn vào root Play Store, các bạn sẽ có thể là tải xuống cái trình duyệt này. Và sau khi tải xuống thì các bạn mở cái trình duyệt này ra. Chúng ta cấp quyền và chúng ta ấn vào tiếp tục. Ở đây ấy, thì ví dụ như anh em muốn thêm tiện ích, ví dụ là MetaMask thì anh em chỉ cần vào trang tiện ích thôi. MetaMask.io chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần vào trang tiện ích, chúng ta ấn vào Download Google Play. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn lựa chọn là mở bằng Kiwi Browser. Cái này có lẽ là chúng ta sẽ mở theo cái giao diện trên máy tính. Các bạn ấn vào ba dấu chấm này, các bạn ấn vào chọn vào trang web cho máy tính nhé, được chưa? Đây, chúng ta sẽ có phần cái nút download cho Chrome. Đấy, download cho Chrome, chúng ta ấn vào thêm vào Chrome này, chúng ta ấn vào OK. Đấy, tức là chúng ta sẽ cần phải bật ở trong cái giao diện dành cho máy tính anh em nhé, anh em lưu ý cho mình đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đã có cái ứng dụng MetaMask ở trên ví rồi. Đấy, chúng ta có thể là tạo ví như thông thường, được chưa? Chúng ta ấn vào. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ tạo như bình thường. Mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em vì cái ví MetaMask chắc chắn là một cái ví quan trọng nhất với anh em đúng không ạ? Đấy, bây giờ các bạn có thể nhập với cụm từ khôi phục hoặc là chúng ta tạo mới. Ví dụ tạo mới đây. Đây đây là nhập cụm từ khôi phục rồi, đây tạo ví đây. Các bạn cũng sẽ tạo mật khẩu như bình thường thôi. Ví dụ là 1 2 3 4. Thôi cái này thì mình ấy nhá. Đây chúng ta nhập mật khẩu bình thường và tiến hành tạo ví như bình thường. Và đây thì các bạn sẽ ấn vào phần tiếp theo này. Đó. Các bạn sẽ lưu lại cái cụm từ khôi phục. Gần như cái này là mình cũng hướng dẫn luôn cho anh em cái bước tạo ví MetaMask luôn rồi, đúng không các bác? Đó. Rồi, ok. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào tiếp theo và nhập các cụm từ khôi phục này.
Rồi chúng ta vào phần xác nhận. Đó. Thì các bạn cũng có thể tích hợp mạng như bình thường thôi. Và đây khi chúng ta đã có một cái ví cụ thể thế này rồi. Thì các bạn mỗi lần bật tắt ví thì anh em sẽ thao tác thế nào? Mỗi lần chúng ta mở ví thì các bạn chú ý ở ba dấu chấm ở trên này. Và đây các bạn thấy cái tiện ích có sẵn ở trên đây cho chúng ta luôn. Được chưa? Đấy, đấy là phía ví MetaMask chẳng hạn. Bây giờ mình giả sử như một cái trường hợp ví với một cái nền tảng rất là mới và là quen thuộc của chúng ta hiện nay, đó là nền tảng ví Pontem trên mạng Aptos. Đấy thì chúng ta có thể là vào nền tảng này. Chúng ta cũng sẽ có những cái thao tác tương tự. Chúng ta vào Pontem Wallet này. Đấy. Thì các bạn nhớ ở đây các bạn sẽ là bật là trang web cho máy tính cho mình nhé. Đấy. Thì ở đây các bạn ấn vào thêm vào Chrome. Đấy. Cũng tương tự như vậy thôi, được chưa? Và bây giờ các bạn thử đến với bước tạo ví nhé, cũng giống như MetaMask thôi. Rồi, đây bây giờ chúng ta sẽ đến với bước tạo ví này. Hoàn toàn đúng vậy, chúng ta vào Philip này. Đấy. Các bạn có thể là backup các thứ thì cái anh em tự làm, vì đây video chỉ có cái nội dung là hướng dẫn cho anh em cách dùng trình duyệt thôi. Đấy thì ở đây các bạn thấy này, chúng ta đã có thêm được cái tiện ích content ở trên trình duyệt chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ ấn vào ba dấu chấm và các bạn ấn ở đây các bạn cũng sẽ thấy là cái tiện ích nó sẽ xuất hiện ngay ở đây cho chúng ta. Đó. Và trong đây nó cũng có cái phần nó là cài đặt tiện ích mở rộng. Ở đây thì các bạn sẽ có thể ấn vào đây để cập nhật những cái phiên bản của tiện ích, rồi bật tắt tiện ích cũng giống như trên máy tính vậy. Rồi các cái chế độ dành cho nhà phát triển các thứ gì các bạn cũng làm tương tự ở đây, được chưa? Rồi có cả phím tắt cho anh em luôn, anh em có thể tạo một cái phím tắt ở bên ngoài. Đó. Đấy, phím tắt kích hoạt các thứ các bạn cũng có thể tạo những cái này thì trước mắt thì chúng ta cũng chưa mình cũng không có cái giới thiệu vì cũng chưa tìm hiểu sâu về cái này lắm thì anh em tự tìm hiểu cái này nhé. Đó, rồi các cái việc tương tác với ví dụ như là pancake các thứ thì chúng ta cũng sẽ thấy nó sẽ tương tự như vậy, là ví dụ pancake swap này. Đó, đây là tụi anh em thấy, bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ thử kết nối nhé. Bây giờ mình sẽ connect ở mạng đây, connect một cái ví MetaMask chúng ta đúng không ạ, chọn vào ví MetaMask này. Đấy. Và trên tiện ích thì nó sẽ báo chúng ta chúng ta tiếp theo nó kết nối đấy. Đó, ở đây thì có cả cái bước tích hợp nữa, mình phê duyệt tích hợp luôn cho anh em xem luôn. Đấy, ok, ổn rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở đây ví chúng ta đã có thêm rồi này. Được chưa? Hiện tại thì BNB chưa có đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ thử vào trong cái giao diện swap cho anh em xem. Phần chay ở đâu nhỉ? Đây có phần chay lao đây. Chay đây chúng ta cũng làm tương tự thôi. Chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự. Một cái lệnh chay các thứ thì chúng ta cũng làm tương tự. Và anh em cái này thì mình nghĩ là chúng ta các bạn nên tự khám phá. Bởi vì là mình cái thời gian của mình thì cũng có giới hạn trong một cái video để chia sẻ với anh em. Đấy. Rồi. Chúng ta kéo dưới ở đây có ba dấu chấm này. Ở trong này thì chúng ta cũng sẽ có thể là làm tất cả mọi thứ rất giống như là máy tính. Ví dụ chúng ta ba dấu chấm đây. Đang là trang web kết nối có thể ngắt cái kết nối với bàn kết các thứ cũng hoàn toàn tương tự và tất cả những cái tiện ích khác thì bạn cũng làm tương tự như vậy. Đấy thì cái trình duyệt khai huy là cái trình duyệt mà có lẽ là phổ biến nhất với tất cả em kênh chúng ta, cũng như là mình cũng đã chia sẻ từ rất là lâu, cách đây từ 2-3 năm mình cũng đã đầu trend để giới thiệu với anh em rồi, được chưa? Đấy, ngoài ra thì còn rất nhiều các tính năng khác mà các bạn có thể khám phá trong cái duyệt này, ví dụ như anh em có thể bật chế độ ban đêm ban ngày rồi các thứ khác thì anh em có thể từ từ chúng ta khám phá thêm nhé. Còn với cái việc gỡ tiện ích ấy, gỡ tiện ích thì cũng đơn giản thôi. Gỡ tiện ích thì anh em chỉ cần vào cái tiện ích mở rộng nhé. Cái nào không thích thì người ta xóa, ấn vào nút xóa là xóa là thôi nhé. Đấy, thì cũng hướng dẫn luôn cho anh em cái bước gỡ tiện ích luôn. Đó, thì cái này thì hiện tại thì hỗ trợ cho Android thôi và chắc chắn là khả năng cao là trong tương lai thì nó sẽ phải hỗ trợ cho anh em dùng iPhone hay là iOS, nhưng mà bây giờ thì chưa hỗ trợ. Thế thì chúng ta có một cái giải pháp khác nữa, đó là cái giải pháp với một cái trình duyệt khác, trình duyệt mà hôm qua admin có giới thiệu trong một cái video AdRob, đó là trình duyệt là trình duyệt có tên là MyZ Browser và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thế các bạn trình duyệt MyZ Browser thì anh em có thể tải xuống theo link phần mô tả video. Với anh em sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cần phải dùng và tải qua cái app Test Flight
Apple Pay cũng rất là quen thuộc của chúng ta. Đây là cái Apple mà anh em có thể tải trước với những cái bản đang test ở trên iPhone. Thì anh em có thể tải xuống qua Test Fly anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tải xuống trình duyệt Mazer Browser. Chúng ta sẽ ấn vào nút Download. Đấy thì nó sẽ dẫn cho anh em đến kho ứng dụng Google Play nếu anh em dùng Android, còn nếu anh em dùng điện thoại iPhone thì nó sẽ khác anh em nhé. Sau khi tải xuống ứng dụng xong ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành mở ứng dụng ra. Và đối với ứng dụng hiện nay thì hiện tại thì anh em có thể là tham gia vào chương trình iDrop. Hiện nay thì đối với trình duyệt Mazer Browser thì hiện tại có một chương trình iDrop để chúng ta nhận token MIS. Đấy thì anh em hiện tại các bạn có thể là tham gia vào chương trình iDrop này để các bạn có thể hưởng lợi ích ngay từ ứng dụng. Đó là các bạn có thể là nhận được token MIS thông qua việc là liên kết với tài khoản Twitter ở trên app. Và token MIS thì hiện tại cũng chưa lít sàn, và trong tương lai thì chắc chắn là có thể là nó sẽ sớm lít sàn, và anh em sẽ nhận được những cái giá trị mà anh em có thể hưởng đối với trình duyệt Mixi Browser. Bên cạnh đó thì ở trong trình duyệt này thì cũng sẽ có một cái mạng xã hội riêng, và với cái mạng xã hội này thì anh em hoàn toàn có thể kiếm tiền với cái mạng xã hội này bằng cách tương tác ở trên các cái nền tảng mạng xã hội của nó, bằng cách đăng bài ở đây. Ví dụ chúng ta có phần post này, ta vào đây chúng ta post và người khác like, người khác chia sẻ thì các bạn có thể nhận được những lợi ích là chính là cái token Mazer Browser sẽ được gửi tới cho anh em. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy một điều là gì ạ? Chúng ta có thể là các bạn có thể sử dụng ví MetaMask hay là các cái tiện ích ở trên đây. Với MetaMask thì mình không nói nữa, bởi mình sẽ thử với anh em với nền tảng ví Pontem. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tải xuống ví Pontem ở đây. Đây ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào phần Innate Wallet nhé. Đấy, anh em cũng thấy là cũng giống như là ở trên trình duyệt hôm nãy mà chúng ta đã sử dụng, đó là trình duyệt Kaigi Browser, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thêm vào Chrome tương tự như vậy. Đấy, chúng ta cũng có thể thêm các cái tiện ích vào trong trình duyệt Mazer Browser vào đây, và chúng ta cũng có những cái bước tạo ví hoàn toàn tương tự, bước kết nối với sàn hoàn toàn tương tự ở đây. Và đây thì các bạn có một cái biểu tượng tiện ích ở góc trên trên cùng bên phải. Đấy, chúng ta ấn vào đây thì nó khi ta bật thì nó sẽ ra cái những cái tiện ích mở rộng mà chúng ta đã có sẵn ở trên trình duyệt mà các bạn đã tải xuống đấy. Thì đây là một cái điều rất là thú vị và rất là tốt cho anh em. Cái giao diện của trình duyệt Mazer Browser thì nó rất là gần với cái giao diện mà chúng ta làm việc ở trên máy tính. Ngoài ra các bạn có thể ấn vào ba dấu chấm ở trong đây thì các bạn có thể vào cái tiện ích mở rộng, các bạn cũng có thể bật và tắt chế độ nhà phát triển rồi cập nhật ứng dụng ở trong đây đấy. Rồi có thể là xóa và xóa tiện ích hay là xem chi tiết tiện ích. Đấy, hoặc là chúng ta có thể bật tắt tiện ích hay là chúng ta có thể cấp quyền cho tiện ích đến mức độ thế nào thì các bạn có thể là sử dụng ở trên đây. Đấy. Chắc chắn là đối với một cái trình duyệt blockchain thì cái trình duyệt này nó sẽ có cái, mình nghĩ là nó sẽ có cái tính tối ưu hơn so với cái trình duyệt Kiwi Browser. Bởi vì là cái trình duyệt MIS Browser thì ngay từ đầu khi mà nó phát triển thì nó đã hướng tới cộng đồng blockchain rồi, cho nên cái tính tối ưu của trình duyệt này nó sẽ cao hơn. Đấy. Còn tất cả những cái khác thì nó cũng hoàn toàn tương tự đúng không ạ? Hoàn toàn tương tự như là Kaigi Browser. Chỉ có điều là MIS Browser thì nó sẽ được tối ưu hơn cho anh em dùng. Đấy, thì đây là hai cái giải pháp dành cho anh em. Thì giải pháp thứ nhất mình chia sẻ đó là Kaigi Browser thì chúng ta không thể là tải về iPhone thời hiện tại, nhưng đối với Misty Browser thì các bạn hoàn toàn có thể tải về iPhone. Và đối với những cái bước mà chúng ta thao tác thì các bạn làm tương tự như máy tính rồi thì mình cũng không nhắc lại cho anh em nữa. Đó. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về hai trình duyệt hỗ trợ đắc lực cho anh em sử dụng điện thoại có thể là tương tác developer trên nền tảng web 3.
Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.